Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu vô cùng hấp dẫn tại Olympic cờ vua thế giới năm 2016. Trận đấu giữa đại kiện tướng Atalat Tama và kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Trong trận đấu này thì Tama là người chơi quân trắng và Quang Liêm là người cầm quân đen. Nếu thấy thế cờ nó chưa rõ, các bạn hãy để lại comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Và đừng quên ấn like để động viên S. Đối đầu với cao thủ số 1 Việt Nam, đại kiện tướng Tama thận trọng khởi đầu ván cờ bằng nước nhảy mã F3 nhằm thăm dò đối thủ. Về phần Quang Liêm, với quyết tâm đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước, anh mạnh mẽ dâng tốt D5, chiếm lĩnh trung tâm ngay từ giai đoạn khai cuộc. Không để cho đen làm chủ thế trận, trắng dâng tốt D4. Đen phát triển mã cánh vua lên F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, quyết liệt giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm. Đen lên tốt C6, củng cố vững chắc tốt D5. Trắng đẩy tốt G3, chuẩn bị phiên kép tượng lên G2, chiếm lĩnh đường chéo lớn H1, A8 và triển khai trận pháp Catalan lừng danh để đối phó với cao thủ Việt Nam. Trong trận này thì đen chủ trương xây dựng một trung tâm tốt vô cùng vững chắc với các tốt đứng ở C6, D5 và E6. Tuy nhiên trước khi thực hiện điều này thì Quang Liêm đã tung tượng lên F5 để tránh bị các quân tốt của mình chắn mất tầm hoạt động. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chĩa về phía trung tâm. Đen lên tốt E6, mở đường cho tượng F8 tiến vào trận. Không chậm trễ, trắng nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn. Đen triển khai mã cánh hậu lên D7. Trắng lên tốt B3, củng cố tốt C4 và để ngỏ khả năng triển khai tượng trên đường chéo lớn A1 H8. Đen lên tượng E7, chuẩn bị nhập thành. Trắng nhảy mã lên C3, tiếp tục gia tăng áp lực lên khu trung tâm. Đen theo kế hoạch nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng nhảy mã lên H4, đe dọa tiêu diệt quân tượng ở F5, dọn đường cho tốt E2, tiến lên E4, phản kích vào trung tâm. Trước ý đồ của trắng, đen tạm thời xách tượng chạy lên G4. Trắng đẩy tốt H3, đuổi tượng đen chạy tiếp về H5. Đang định triển khai tượng lên B2, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng bất ngờ phi tượng lên F4, đổi bài hướng sang mặt trận cánh hậu. Đen lùi mã về E8, mở đường cho tượng tấn công quân mã ở H4. Trắng chạy mã về F3. Đen đẩy tốt F5, tạo thành gọng kìm, khóa chặt ô trung tâm E4, đồng thời ngăn chặn trắng dâng tốt G4. Tuy nhiên nước đi này lại khiến cho ô E5 của đen bị suy yếu và trắng ngay lập tức tung mã vào chiếm lĩnh ô tiền đồn quan trọng này. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, đen mạnh mẽ dâng tốt G5, chính thức phát động chiến dịch phản công bên cánh vua. Trước sự hung hăng của đen thì trắng đã bình tĩnh ăn mã vào D7, giải phóng ô cho tượng thoát lên E5. Đen ăn hậu lên D7, trắng chạy tượng lên E5. Đen đưa mã lên D6, phối hợp cùng tốt uy hiếp tốt C4 của trắng và mở thông hàng 8 cho xe A8, sẵn sàng tham chiến bên mặt trận cánh vua. Trắng đổi tốt vào D5. Đen ăn tốt lên D5. Trắng huy động xe trong góc qua C1, chiếm lĩnh cột NMC. Đen theo kế hoạch di chuyển xe qua E8, đưa quân bài chiến lược vào trận. Lo ngại, đen nhảy mã vào chiếm đóng cứ điểm E4 ở trung tâm. Trắng liền đổi tượng vào mã D6. Đen ăn tượng lên D6. Trắng lên hậu D2, tấn công tốt G5. Đen di chuyển hậu qua G7, bảo vệ tốt và chuẩn bị đột phá cánh vua. Ý thức được mối nguy hiểm tiềm năng này, trắng né vua vào H1, tránh khỏi cột G. Đen cũng vào vua H8, giải phóng ô G8 cho các quân nặng tham chiến trên cột G. Trắng qua xe E1, tăng thêm quân bảo vệ tốt E2, đang bị đen uy hiếp và chờ đợi cơ hội để đẩy tốt E4 phản công vào trung tâm. Không để cho đen có cơ hội phòng thủ,
Trắng nhanh chóng tràn tốt sang F4, đột phá thẳng vào lá chắn bảo vệ vua. Không dám giao chiến vì sợ mở toang cánh vua sẽ gặp nguy hiểm. Trắng liền đẩy tốt G4 đuổi tượng đen. Trắng cho rằng đen sẽ phải chạy tượng về G6 và khi đó trắng sẽ kịp thời củng cố thế trận của mình. Tuy nhiên Tan Ma đã đánh giá thấp khả năng tấn công của Quang Liêm và ngay lập tức anh lĩnh một đòn tấn công như trời giáng của đối thủ với nước thí tượng và G4 của Quang Liêm. Nước cờ bất ngờ nằm ngoài tính toán của Tan Ma. Trường hợp mà trắng ăn tốt lên G4 thì đen sẽ lên hậu H6 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ xuống tốt F3. Đen ăn tượng lên F3 thì trắng sẽ xuống hậu H2 chiếu hết. Trở lại với ván cờ thì không dám tiếp nhận đòn thí tượng của Quang Liêm. Trắng luống cuống đưa hậu lên D3, phòng thủ hàng ngang số 3. Sau một thoáng suy nghĩ, Liêm lùi tượng với F5 tấn công hậu nhằm sử dụng lợi thế, lợi tem của mình. Trường hợp mà trắng chạy hậu sang F3, cố gắng phòng thủ hàng ngang số 3 thì sẽ bị đen tràn tốt sang G4. Trắng ăn tốt lên G4 thì đen sẽ ăn tượng lên G4. Trắng chạy hậu sang D3 thì đen sẽ đẩy tốt F3. Trắng ăn tượng lên F3 thì đen sẽ lên hậu H6 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ xuống hậu H2 chiếu hết. Do đó trắng chủ động chạy hậu về vị trí cũ ở D2. Chỉ chờ có thế, đen tung hậu lên H6, phối hợp cùng quân tượng uy hiếp và quân tốt ở H3. Nếu mà trắng lên vua H2 để cố gắng giữ tốt thì sẽ bị đen đẩy tốt F3 chiếu. Trắng chạy vua về G1 thì đen sẽ ăn tượng vào H3. Trắng ăn tượng lên F3 thì đen sẽ lùi tượng về G4 và trắng sẽ không thể ngăn cản đen xuống hậu H2 chiếu hết. Trước thế tấn công hung hãn của đen, trắng đành bất lực bỏ phòng tuyến tốt H3 để dâng tốt F3, ngăn chặn đen mở đường chéo cho tượng D6 tham chiến. Điều này đồng nghĩa với việc hàng rào bảo vệ tốt của vua trắng bị xé toang hoàn toàn và đen nhanh chóng dùng tượng F5 tiêu diệt quân tốt ở H3. Nếu mà trắng ăn tượng lên H3 thì đen sẽ ăn hậu xuống H3 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ qua hậu G3 chiếu. Trắng chạy vua sang H1 thì đen sẽ lên xe E6 và trắng sẽ không thể ngăn cản đen đưa xe sang H6 chiếu hết. Trước tình thế hiểm nghèo này, trắng luống cuống di chuyển xe lên F2, cố gắng bảo vệ hàng ngang số 2 và hy vọng vào một phép màu sẽ đến với mình. Tuy nhiên thì trình độ tấn công của Quang Liêm đã đạt tới cảnh giới tối cao. Anh lạnh lùng tiến tốt sang G4, đe dọa tiến tốt xuống G3 đuổi xe khỏi vị trí phòng thủ. Sau đó sẽ ăn tượng G2 chiếu, rồi xuống hậu H2 để chiếu hết. Về phía Tan Ma, không thể ăn tốt G4 vì sẽ bị đen ăn tượng xuống G2 chiếu. Trắng ăn vua lên G2 thì đen sẽ đẩy tốt F3 chiếu. Trắng ăn xe lên F3 thì đen sẽ ăn hậu xuống D2. Còn trường hợp mà trắng ăn tốt lên F3 thì đen sẽ xuống hậu H2 chiếu. Trắng chạy vua với F1 thì đen sẽ xuống hậu H1 chiếu hết. Trước thế tấn công dồn dập của đen, trắng không còn cách nào khác là phải ăn tượng lên H3. Đen nhanh chóng tiến tốt xuống G3, tấn công xe và phong tỏa ô H2, không cho xe đen qua phòng thủ. Trắng chạy xe qua G2, đen lập tức ăn hậu và H3 chiếu. Trắng chạy vua sang G1, thế cờ của trắng rơi vào tuyệt vọng khi đen đưa xe lên F6, đe dọa vòng sang H6, hỗ trợ hậu tiến xuống H1 để chiếu hết. Không còn gì để mất, trắng rút mã lùi về D1, chuẩn bị di chuyển lên F2, sẵn sàng hy sinh mã để hộ giá. Tuy nhiên thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng qua xe G8, ngăn chặn đen liều mạng thí mã. Bị dồn vào chân tường, trắng tuyệt vọng đẩy tốt E4, cố gắng phản công lại vào trung tâm. Tuy nhiên thì mọi chuyện đã quá muộn. Liêm ung dung qua xe H6, đe dọa xuống hậu H1 chiếu hết.
Đến đây thì biết không còn có thể chống đỡ, đại kiện tướng Tama buộc phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Nếu thấy ván cờ này hay thì các bạn hãy để lại một like để động viên Ad tiếp tục phân tích và bình luận nhiều ván cờ hay. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để tiếp tục đón xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.